À, thằng thằng này nó sẽ là đệ của mình ạ, nó đang cầm dao. Ai à? Arizona được biết đến như một miền đất hứa, một nơi có thể nhấn chìm mọi loạn lạc với nguồn lực và bí mật khủng khiếp. Sau thảm họa hạt nhân năm 2034, thế giới đã rơi vào hỗn loạn. Các thành phố lớn đã trở thành những khu vực hoang tàn. Tuy còn sót lại chút hình bóng của xã hội cũ, nhưng cũng chỉ là những đống đổ nát. Dịch bệnh đã biến loài người trở thành những xác chết sống, lan ra khắp nơi và biến mọi ngóc ngách thành địa ngục. Để sống sót qua đại dịch, chính phủ đã lập lên những đội quân đặc chủng với nhiệm vụ trinh sát và sinh tồn trong vùng phóng xạ đầy rẫy zombie. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế, tôi lại tiếp nhận một nhiệm vụ mới. Vùng đất bị bỏ hoang, xuất hiện những toán cướp cùng các sinh vật lạ cực kỳ nguy hiểm. Và câu chuyện của tôi bắt đầu. Chào mừng các bạn đã đến với Bảy Đây Tu Đai, chinh phục vùng đất bị bỏ hoang. Chỗ này có zombie nhưng mà bọn này nó không ấy ạ. Đây đây đây. Nằm xuống. Lắp đạn cũng khá là nhanh. Nằm xuống. Sợ mấy thằng cần phải tiêu diệt mấy cái thằng. Ây à, nó ở đâu ấy? Ui trông trên này, trên này ghê vậy. À mình có thể lên chỗ này. Cần lên trên chỗ này. Phá cái cửa này ra. Đâu rồi? Cái cửa đâu? Đây đây. Shotgun này thì đi được. Bắn được. Bắn gần là bắn được. Đạn đầy đủ. Ở trong đây chắc chắn là có hàng. Mình đột kích ở trong đây là... Ây da. Nằm xuống. Thằng này mang cái gì đây? Không có súng thì chúng mày chết thôi. Thằng này cầm rìu à? Rìu này. Ok. Mình chiếm luôn ở trên này. Vẫn có tiên hàng ở trong đây. Đang hơi bị đói. Ăn uống cho nó no đi các bạn. Đây có hàng. Có vẻ như là nó ở chỗ này. Get that son of a bitch. Đúng không? You challenge me? Nào. Nó còn có cái đường đi xuống dưới đây ạ. À không, đây chỗ này nó cong thôi. Bọn này nó chiếm cái khu này cũng không hề đơn giản. Chỗ này còn có cháp chiếc các thứ. Shotgun này đứng gần này thì không phải ghét ai à. Ở dưới à. Đây đây. Ở dưới đây có hàng. Nó ở. Rồi. Chỗ này loằng ngoằng thế. Stay out. Dinner nơi ăn. Mình sẽ từ. Thường rồi. Chỗ này là trèo lên à. Nó gọi là ẩn đường các bạn. Ẩn đường. Ở đây mình mới lấy được hai cái lockpick.
Mở luôn chẳng hạn, không mở được. Nhẹ nhàng. Ok. Ở đây ok. Ôi hỏng rồi. Chưa mở. Từ từ nhá, mở lại. Thôi chấp nhận gãy một cái. Không được ạ. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Rồi. Bạn làm sao? Trong đây là có hòm đồ. Ok, có đồ ăn. Ôi, đây là một cái Queen Level 5 luôn nhá các bạn. Đây là hòm Level 5 đấy. Nút thôi. Rồi. Thêm một sách xe nữa. Thêm một sách nấu ăn. Và mình phải farm cái này thôi. Đây là dưới đất. Đang tìm cái thằng mấy cái thằng bắn tỉa không biết nó ở đâu. Cái map này nó là map mới mà mình chưa biết, nó không phải là như cái bốn cái tòa tháp này giết nó sẽ dễ. Quần cái này 200 nút về thôi. Đạn này mình đang một đống, thường nó sẽ có zoom ở có thằng ở trong đây. Nó mà 2-3 thằng thì cũng sẽ hơi căng, nhưng 1-2 thằng thì không sợ. Vào căn phòng này của nó. Rồi. Trốn ở trong đây được à? Lấy được thêm ít thuốc. Thằng này thì bắn nó chết thôi. Ây à. Căng. Không để ý đấy, liều. Căng. Nó bắn nó tí chết ạ. Mình đang bắn thằng này. Thằng này nó bắn sốt găn. Ây à, không được. Ây à, má nó chưa chết ạ. Thằng này nó bắn shotgun auto mạnh. Rồi, bây giờ mới chết. Thằng kia làm sao kia? Đứng yên chờ chồng à? Đứng yên ạ. Nhảy lên luôn. Đâu à? Ra đây. Vào đây. Đây cơ mà. Rồi. Hay kìa. Từ từ đã. Cũng bắn shotgun. À, cũng bắn súng. Rồi. Hay kìa. Mày này. Thích giáp la cà ngay. Hồi máu. Hay kìa. Mày. Nó vào nó chém mình ạ.
Cầm dao chém anh tội gì? Shotgun là rất mạnh, mạnh. Đấy. Không biết là còn còn thằng súng nào. Ây da. Đây thằng này là có súng nhá. Ây da. Từ từ đã. Ây da, chạy 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 chạy. Tự dưng còn mà nữ vào đây làm cái đéo gì còn. Rồi. Phải lui lui ra một tí. À. Không không cận không không bắn được thằng thằng kia. Mà nữ. Zoom nó lên đây láo thật. Đấy, mình đang ở chỗ kia hai thằng nó bắn. Đâu rồi? Rồi. Mày. Mày. Lại có con zoom. Phải bắn chết thằng này trước. Ây da. Má nó zoom ở đâu nó. Thằng kia nó bắn ở đâu ấy. Đang làm ăn thì có mấy con zoom khó chịu thật. À kia kia. Má mày. Mày chạy chạy. Bắn tao à. Con lợn này. Mình thích cận chiến hơn. Cho nó phê. Ây da. Thằng này. Cầm búa. Ây da. Ây da. Ây da. Từ từ. Hai thằng. Ba thằng ạ. Ba thằng cứ từ từ đã. Ba thằng không có vũ khí thì mày tuổi. ba thằng ngố này nó cầm vũ khí nó lùa mình, nhưng mà mình phòng thủ cũng cao lắm. Thịt người không cần. Đây, hàng đây. Chúng mày. Rồi, anh nắp đạn. Nằm xuống. Mấy cái thằng này không có súng thì tuổi gì. Trong đây. Không có ạ. Thế là Power Armor ở đâu? Vất cái này đi vậy. Cá ăn. Không có Power Armor. Thằng này nó sẽ là đệ của mình ạ. Nó đang cầm dao. Mình có thể cho nó súng hay là gì đấy. Nó có thể bắn được các bạn ạ. Thế mà mình không biết đấy ạ. Pick me up là như nào. Ây da.
Trông màu mẹ. Ok, pick up Pelpon Melu. Mình có thể. Ok. Full đồ như các bạn, thằng này nó sẽ hỗ trợ mình. Common menu là gì đây? Follow me này. Mấy cái này là cái lệnh cơ bản. Mình sẽ dịch qua một tí các bạn. Mình không để ý, hóa ra mình không tấn công thằng này cũng không sao. Trời, bây giờ mới biết đấy. Có tiếng bắn nhau. Khu này toàn mìn, khu này là khu ở ấy, khu quân sự, một cái quy level 5. Mình có thể vào đây lút túi cũng được. À, ở đây là có hàng nhé các bạn. Bắn linh tinh này, mình phải đi đến để cho nó ở đây. Đây là một cái nhà nhà level 5 thì không biết là nó để cái ấy ở đâu. Nói chung là mình chỉ lấy cái hòm thôi, nếu mà không tìm thấy thì cũng chịu. Hộp máu ạ. Ok, bắn ảo ma Canada tay run à. Mày này, ok, thằng kia bắn hay à, đang bắn ngắm tự dưng có cái thằng zombie vỡ đầu chưa. Thằng kia bắn một phát chết luôn, dập dìu chắc chết rồi đấy. Ai à, ok, có ba thằng nó đứng nó chờ sẵn ạ. Vãi cả trưởng, có quả lựu đạn đây. Bạn đi đâu, bạn đi đâu đấy? Đấy, làm cái này phát. Từ từ nhá, từ từ hẵng giết bọn này. Đấy, lút hết đã. Chưa chi đã đói rồi. Không có lốp pick. Có khẩu súng không? Cho thằng kia một khẩu. Để nó đi nó lùa gà. Không có. Ok. Khá là khó đấy. Đấy, đi cái đường này không hề đơn giản. Ôi thôi thôi thôi, chết thôi, chết thôi, chết. Đi lên, đi lên, đi lên. Đi lên, đi lên, đi lên, đi lên, đi lên, đi lên. Sợ thằng kia nó. Đi lên, follow me. Không được các bạn. Cho nó tự đấy. Ok. Pick up. Rồi. Về đây. Đây là mình thuê nó, không biết là thuê nó mất bao nhiêu tiền thì không biết. Con này là con gì? Sói ạ. Sói nha các bạn. Được 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 được. Ây da, có con sói à. Rồi, sói thì
không biết là như thế này thì nó có ấy không. Còn nếu mà để mà an toàn thì mình sẽ chơi. Có con sói ạ. Hay đó. Có cái mới. Đâu à? Có con sói này xem nó như nào. Con này. Ui con này cao phết ý. Mày, mày. Tuổi thần tiên, ô kìa, mình bắn mất xác nó luôn ạ. À. Hơi hơi đáng tiếc. Phải giết thôi. Bọn này nó gần giống như là ấy thôi. Không phải là cướp. Đúng không? Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ có đồ power. Không cần biết. Cướp hay không thì cũng phải giết thôi. Con này sa mạc là có nhiều con dị dị. Nằm xuống. Giết hết. Hay là chỗ này là chỗ thuê người nhỉ? Đây nó có cái cửa mở cái kìa. Ở đây nó còn có biển sói ạ. À. Mình vào đây mình giết hết thì có. Thì có lỗi không? Từ từ nhá. Bây giờ mình không bắn chết nó nữa. Đang cảm giác tội lỗi. Vì đấy là người. Được hai quả này. Chỗ này hình như là cái chỗ để thuê hay sao ấy. Mình thử đi qua xem nó có bắn không. Đây này, nó đang. Ở đây là có. Con mèo đây là cát à? Rich cát. Nó có cái open này. Đây bọn này nó không bắn. Không bắn các bạn ạ. Nó bắn cái a. À, bọn này nó không bắn nhá. Nó không đánh mình, nó chỉ giết zoom thôi. Bọn này là cái bọn mà mình thuê. Bọn đấy. Bọn này bọn nó ấy ạ. À. Ok. Thế cho nên là mình không nên giết bọn này. Ây da. Hay hay hay. Đấy, bởi vì ở đây nó có cái chỗ open mà. Vào nói chuyện với cả mấy ông này. Đấy. Cần cái gì đây? 10 sunset. Không được ạ. 10 item sunset ấy. Không được. Xem ở đây mấy anh bạn này anh làm cái gì. Ô đây có bộ armor đây. Cần gì phải ấy đâu. Được cái giày 5 ngon hơn. Cái mũ 3. Ôi cứ lấy hết về. Nhưng mà bao giờ nó reset lại thì ấy. Đây bọn này nó có đây. Không cần phải giết. Tí thì sai lầm ạ. Tí cảm giác có gọi là có lỗi các bạn. Bây giờ mới có thời gian gọi là. Đây là chỗ trạm cảnh sát, phòng cảnh sát này là đừng bảo là không có ấy nhá, không có súng nhá. Ok. Văn phòng đây. Có bim 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 biếc. Bim xanh này. Đây kìa.
Rồi bây giờ phải lắp cái lắp lắp này. Ô kìa. Nằm xuống. Ai già, ở trong đây là có hàng. Đây, đi hướng này thôi. Thế thì mình mở bằng lốp bích vậy. 7.000. Zoom ở đâu? À đây. Cái này là một cái nhà level 3 thôi. 7.000 phá cũng được. Phá tí là xong. Nằm xuống. Nằm xuống ở đây. Nằm xuống. Rồi. Đóng cửa vào. Trong kia còn có sách nữa. Ok, có thêm cái mốt. Nói chung là ở cái bản mod này thì để mà giết Zoom thì nó rất là đơn giản. Không có gì khó. Không gọi là không cần phải đi cẩn thận nhiều. Thế thôi, đơn giản như vậy. Nút được xong cái này là xong. Ấy da. Bọ cạp. Mình sẽ giết con bọ cạp này nhé các bạn. Ây da, nhanh. Mày. Ây da. Cẩn thận nó mổ. Rồi. Tôi biết phết ạ. Thỉnh thoảng mới gặp được con bọ cạp gần rượu. À, nói chung là cẩn thận thì mình nên nên ấy hơn. Thôi kìa. Má này. Rồi. Con bọ cạp này lên xây block hơn, bắn nó hơi tốn mana, à hơi tốn đạn. Con bọ cạp này mổ thịt xem nó được nhiều cái gì. Ok. Đấy. À. Tưởng bắn nó nhanh chết, không ngờ là lâu chết phết các bạn. Anh đã làm bẫy cho mày. Rồi, bắn chết nhanh ngay mà. Nằm xuống. Đâu? Bắn cẩn thận, không sợ hỏng hỏng cái xác của bọ cạp này. Ok. Bọ cạp này. Đấy, sợ bắn phát nó hỏng cộng. Cái này là cái cái này là lấu à, rất ngon đúng không? Đói quá thì nằm điều thôi, ăn cả thịt bọ cạp thôi. Nói tóm lại là bây giờ là mình không đi được rồi, đi ra cái khu này là nó sẽ ra ấy rồi. Bây giờ chỉ có đi được cái khu này thôi. Không còn đường nào.